Dự án thành phần 4 thuộc dự án sân bay Long Thành gồm các hạng mục ga hàng hóa, khu logistics hàng không, khu bảo trì máy bay, cung cấp suất ăn, trung tâm điều hành của các hãng bay vẫn đang tìm nhà thầu. Dự án thành phần 4 là dự án quan trọng trong hệ sinh thái của sân bay Long Thành. Do đó, việc hoàn thành các hạng mục này cần được đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ đề ra. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án thành phần 4 sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2025. Việc mời thầu cho dự án này được dự kiến diễn ra trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2024. Thế nhưng, tháng 6 và tuần đầu tháng 7 đã qua mà Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam vẫn đang lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ uy tín, năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu. Dự án thành phần 4 chậm tiến độ một ngày cũng sẽ thiệt hại rất lớn cho chi phí đầu tư. Dự án sân bay quốc tế Long Thành hình thành đại công trường dọn dẹp, không khí lao động đang rất khẩn trương của gần 6.000 kỹ sư công nhân trong nước và quốc tế. Với hàng ngàn máy móc, phương tiện, trang thiết bị thi công đã được tập kết, lắp đặt và vận hành, thi công liên tục ngày đêm với mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh tiến độ. Sau đây là tiến độ thi công các gói thầu khác của dự án sân bay Long Thành. Công trình đường cất hạ cánh, đường lăn được khởi công ngày 31 tháng 8 năm 2023 cùng với công trình nhà ga hành khách. Có thể nói đây là hạng mục quan trọng của dự án. Liên danh nhà thầu thi công bám sát tiến độ đề ra, quyết tâm hoàn thành và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Hạng mục đường cất hạ cánh đã vượt 2 tháng so với tiến độ hợp đồng. Tiến độ thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành, liên danh nhà thầu cho biết, trong mùa mưa, nhà thầu gặp một số khó khăn nhưng vẫn cố gắng vượt qua nhằm tăng tiến độ thi công. Gói thầu cũng đang vượt tiến độ. Đối với hai tuyến đường kết nối T1 và T2, hiện đạt gần 40% giá trị gói thầu, dự kiến hoàn thành đắp nền đường trước tháng 12 năm nay, cấp phối đa giam hoàn thành trong tháng 3 năm sau để kịp thảm bê tông nhựa trong tháng 11 năm 2025. Giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành dự kiến sẽ được đưa vào khai thác năm 2026.